Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bếp Nhật Tôm sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món trứng cút nướng nồi chiên không dầu. Nguyên vật liệu của chúng ta gồm có trứng cút và các topping đi kèm. Nhà mình thì có xúc xích, phô mai, chà bông và thêm một chút hành nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Để làm món này thì chúng ta phải chuẩn bị những cái khay, cái cắt bằng giấy bạc này, hoặc là nếu mà có khay bằng nhôm chúng ta đều làm được nhé. Mình nướng nồi chiên không dầu. Ngoài ra các bạn có những cái đĩa sành sứ thì chúng ta cũng có thể làm được nhé. Chúng ta sẽ đập trứng. Món này thì thích hợp cho các bé ăn hơn. Và người lớn thì mình cũng rất thích. Món này thì làm bằng trứng cút thì sẽ hợp hơn là trứng to. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Sau đó thì mình sẽ cho topping lên trên. Các bạn có thể biến tấu cái topping này nhé. Có thể dùng phô mai con bò cười hoặc là phô mai này đều được ạ. Rồi một chút chà bông nhé. Và sẽ rắc lên trên đây một chút hành. Nếu mà các bé thì sẽ không ăn hành đâu, còn đâu người lớn mình thì sẽ ăn hành. Rồi, mình sẽ làm như vậy cho đến hết trứng nhé. Các bạn có thể cho bò khô vào đây cũng được ạ. Sau khi rắc hết topping lên dần và cái đĩa trứng này thì chúng ta sẽ làm nóng cái nồi chiên không dầu trước. Sau đó mình sẽ cho cái này vào để mình chiên nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cái khay này vào trong cái nồi chiên không dầu. Và để cho trứng nó không bị khô quá, mình có thể rót một xíu dầu ăn vào nhé. Mình sẽ rót vào đây một xíu dầu ăn. Mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu nhé. Mình sẽ mang đi nướng nhỉ. Và đây là thành phẩm sau 3 phút. Chúng ta chiên bằng nồi chiên không dầu. Cái thành phẩm này tương đối là nhanh so với dự kiến. Mình nghĩ khoảng tầm 5-7 phút cơ. Nhưng đây chỉ tầm 2-3 phút thôi. Thì cái này nó đã chín rồi. Vì cái trứng cút này nó cũng nhỏ đấy. Mình cũng thích ăn trứng lòng đào nên là mình không cần làm nướng kỹ quá. Các bạn sẽ căn thời gian khoảng tầm 3 phút nhé các bạn nhé. 3 phút nhiệt độ là 180 độ C. Đây là cái nồi chiên không dầu của nhà mình thì là xét ở cái chế độ đó. Thế còn ngoài ra là các bạn dùng cái nồi chiên không dầu khác thì các bạn căn theo cái nhiệt độ của nhà mình nhé. Bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức thôi. Cái món này thì một lúc chắc là phải ăn được khoảng tầm 5, mỗi người chắc là ít nhất là phải được 5 cái chén nhỏ này. Các bạn có thể ăn kèm tương cà, tương ớt hoặc mayonnaise. Các bạn ăn thêm gia vị vào cho nó thêm cái phần hấp dẫn hơn nhé.
Mình sẽ cho vào đây cả mayonnaise nữa này. Mình thì cho tương cà thôi, còn đâu ai ăn cay thì sẽ cho cay nhé. Các bé thì sẽ không ăn cay được thì các bạn lưu ý đừng cho lên cay lên trên đây, các bạn không ăn được đâu ạ. Bạn thấy hấp dẫn không? Chỉ với khoảng tầm 5-7 phút cả chuẩn bị lẫn cả nướng thì chúng ta đã có một món ăn xé cho các bé và cho cả nhà trong gia đình. Rồi, xin mời cả nhà nhé. Rất là hấp dẫn phải không ạ? Với cái gợi ý nhỏ này thì mình sẽ mong các bạn vào bếp và thực hiện. Các bạn thấy nếu thấy video của bếp nhà tôm thú vị và hấp dẫn thì các bạn cho bếp nhà tôm một like để động viên khích lệ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.